Chào các bạn, chủ đề ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế bi 608 cho quạt và đôi điều cần biết khi chúng ta chế bi nhé. Thì nguyên liệu chúng ta cần có là hai cái sơ mi, mình sử dụng sơ mi nhựa mua trên Shopee giá 5k một cái nha các bạn, và hai cái bạc đàn, đàn 608 nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chế bi như sau. Đầu tiên thì chúng ta dùng cái tua vít, chúng ta cạy bỏ cái bạc thau ra ngoài nha các bạn. Sau khi cạy bạc thau thì chúng ta sẽ dùng kềm để tháo cái phe cài ra. Các bạn dùng kềm, các bạn kẹp và các bạn xoay nhẹ thì nó sẽ bung cái phe cài ra nha các bạn. Tương tự thì ở cái phần gông thứ hai các bạn cũng tháo như vậy. Chúng ta gỡ cái bạc thau ra, sau đó dùng kềm để tháo cái phe chặn. Đối với những cái gông mà nó không có cái dấu đóng các bạn, dấu đóng mà ngấn vô thì chúng ta không cần dùng kềm để bẻ ra, bởi vì nó tròn đều rồi nha các bạn. Chúng ta không cần dùng kềm để sửa, cứ như vậy thì chúng ta sử dụng được. Và các bạn sẽ dùng cái sơ mi nhựa, chúng ta dùng tay ấn cho nó vào cái khớp cái ra, sau đó các bạn dùng búa các bạn gõ đều nhẹ cho nó nằm bằng với mí là được nha các bạn. Tương tự ở cái gông thứ hai các bạn cũng làm như vậy, chúng ta dùng tay ấn nhẹ cho nó vào vị trí, sau đó dùng búa các bạn gõ nhẹ đều xung quanh là nó sẽ lọt vào. Đấy, sau khi hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ tiến hành lắp bạc đạn vào. Thì đối với bạc đạn cũng vậy, các bạn dùng tay các bạn để thẳng và chúng ta ấn. Thì nếu cái sơ mi mà nó vừa khớp thì có thể các bạn nhấn là bạc đạn nó vào trong luôn. Không thì chúng ta sẽ dùng búa chúng ta gõ nhẹ ở cái vành bạc đạn để cho cái bạc đạn nó lọt vào. Lưu ý là các bạn không nên đóng bạc đạn vào quá sâu. Các bạn chỉ nên đóng cách mặt nhôm khoảng 1-1,5mm thì nó sẽ tạo cái độ cao cũng giống như cái bạc thau ban đầu các bạn. Như vậy chúng ta không cần chêm phe để chúng ta canh cái phần cốt nha. Thấy cái bạc đạn chúng ta không có đóng quá sát mà nó cao hơn mặt nhôm khoảng 1 ly. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành tra cuộn điện vào và chúng ta ráp hoàn chỉnh. Các bạn ấn nhẹ để cho cái lõi quạt nó vào bên trong. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành úp cái phần khung còn lại vào.
Nếu chúng ta đóng bạc đạn chuẩn không bị nghiêng thì khi ráp vào như vậy thì cốt nó đã khá là nhẹ rồi nha các bạn. Chúng ta tiến hành tra bốn con ốc và xiết lại. Ở công đoạn này thì các bạn không nên siết cứng liền nha các bạn. Chúng ta chỉ vừa vặn vặn ốc cho nhẹ thôi, vừa hết ốc. Và chúng ta kiểm tra trục quạt. Nếu trục quạt chưa có trơn thì chúng ta sẽ tiến hành dùng búa chúng ta gõ nhẹ đều xung quanh cái quạt. Cho trục thiệt là nhẹ. Khi nào chúng ta quay tay chúng ta thấy trục thiệt là nhẹ đó, các bạn dùng búa các bạn gõ nhẹ như thế này. Bước này là để cho trục quạt nó nằm thật là thẳng nha các bạn. Thì sau khi mà trục quạt nó đã nhẹ rồi thì các bạn sẽ siết cứng bốn con ốc lại. Công đoạn chế bi cho quạt xem như đến đây đã hoàn thành. Và khi mình làm như thế này thì mình đã kiểm chứng trên 3 loại bạc đạn nha các bạn. Bạc đạn loại thường và rẻ tiền, bạc đạn loại tốt và bạc đạn nhựt. Thì đối với cái công đoạn mà chế bi cho quạt này thì cái chất lượng nó phụ thuộc chủ yếu là vào chất lượng bạc đạn nha các bạn. Bạc đạn tốt thì cái độ êm nó so với bạc thau nó sẽ như nhau. Còn nếu các bạn xài bạc đạn xấu quá thì tiếng ồn nó sẽ cao nha các bạn.